thượng nghị sĩ John McCain đã được an nghỉ tại US Naval Academy vào hôm Chủ nhật, bên bờ sông Severn sau 6 thập niên phục vụ cho đất nước. Theo yêu cầu của gia đình lễ an tán, cố thượng nghị sĩ McCain diễn ra ở nhà nguyện học viện đã hạn chế công chúng và phóng viên. Đây là điểm an nghỉ cuối cùng sau chuỗi ngày vinh danh cựu phi công hải quân. Trong chiến tranh Việt Nam, thượng nghị sĩ, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa John McCain. Tổng thống Trump phản ứng trước bài diễn văn của Meghan McCain. Có lẽ trong buổi an táng thượng nghị sĩ McCain, hấp dẫn nhất là phần diễn văn của con gái ông Meghan McCain nói trong lễ an táng hôm thứ Bảy. Hoa Kỳ của John McCain không cần phải trở nên vĩ đại một lần nữa, bởi vì Hoa Kỳ luôn vĩ đại. Đây được xem là một thông điệp liên quan đến khẩu hiệu của Tổng thống Trump ông Trump đã không được mời đến tham dự tang lễ và thay vì vậy, ông dành thời gian tại câu lạc bộ golf quốc gia tại London County, Virginia. Sau vài giờ, ông Trump đã đáp lại bài diễn văn bằng cách đăng lên Twitter khẩu hiệu Hãy làm Hoa Kỳ trở nên vĩ đại một lần nữa. Libya phát hình tình trạng khẩn cấp tại Tripoli. Khoảng 400 tù nhân trốn thoát giữa sự hỗn loạn. Chính phủ lâm thời của Libya đã công bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tripoli, và vùng ngoại ô thủ đô hôm Chủ nhật, kêu gọi các nhóm vũ trang ngừng bắn. Các nhóm đối nghịch đã giao tranh trong nhiều tuần qua. Rocket và họa tiện đã tấn công vào một khách sạn, nhà cửa và các tòa nhà khác, giết chết hàng chục người bao gồm cả dân thường. Truyền thông địa phương nói rằng bạo lực vẫn diễn ra ở nhiều địa điểm khác. Các nhóm vũ trang trước đó đã đồng ý ngừng bắn nhưng lại tiếp tục nổ súng chỉ vài giờ sau tuyên bố. Libya trở nên bất ổn từ sau cuộc đảo chính lật đổ chế độ độc tài Mohamed al-Khaddam năm 2011. Chính phủ lâm thời do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đóng tại phía tây, bao gồm Tripoli và một nhóm vũ trang chiếm phía đông đã giao tranh khốc liệt. Thêm vào đó, khoảng 400 tù nhân đã trốn thoát khỏi một nhà tù tại thủ đô Libya, trong khi cuộc nổ súng giữa các nhóm vũ trang đang bùng nổ gần đó. Một viên chức cho biết Liên Hiệp Quốc kêu gọi các bên tham chiến gặp nhau hôm thứ ba. Các tù nhân buộc bảo vệ nhà tù Anzera phải mở cửa. Viên chức này cho biết nhà tù nằm ở phía nam Tripoli là một khu vực bị tấn công nặng nề. Hỏa tiện đã rơi vào trại Al-Fala hôm Chủ nhật, khiến những người Tawanga phải di dời. Giết chết hai người và làm bị thương bảy người. Một hỏa tiện khác đã tấn công khách sạn Wadan ở trung tâm Tripoli gần Đại sứ quán Ý hôm thứ Bảy, khiến ba người bị thương. Chính phủ được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, chính phủ đã không kiểm soát được các nhóm vũ trang liên minh với mình. Để kết thúc cuộc chiến, Liên Hiệp Quốc tại Libya kêu gọi các bên liên quan gặp nhau vào trưa thứ Ba để đối thoại khẩn cấp về tình trạng an ninh. Đảng Dân Chủ chỉ trích Tòa Bạch Ốc vì từ chối cung cấp tài liệu về Brad Carnival. Đảng Dân Chủ hôm Chủ nhật đã chỉ trích chính quyền Trump từ chối tiết lộ hàng ngàn tài liệu về ứng viên thẩm phán tối cao pháp viện Brad Carnival trước phiên điều trần. Thượng viện sắp tới, Tòa Bạch Ốc đã trực tiếp chỉ đạo không giao những tài liệu này cho Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Phiên điều trần dự tính sẽ bắt đầu vào thứ Ba. 102.000 trang tài liệu liên quan đến Carnival đã không được cung cấp. Ủy ban đã truy cập vào hơn 415.000 trang tài liệu về ông Carnival. Ông Dick Turbin, nhân vật số 2 của đảng Dân Chủ tại Thượng viện cho biết trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên Fox News Sunday, nói rằng việc dẫn đặc quyền hành pháp đối với các tài liệu trên là việc hiếm thấy. Ông Dupont nói đã có nhiều tài liệu liên quan đến dịch vụ công, vị thế của ông Kavanaugh trên nhiều vấn đề. Nếu ông ấy tự hào về quan điểm bảo thủ của mình, hãy để chúng tôi tiếp cận các tài liệu. Thượng nghị sĩ dân chủ Amy Klobuchar, một thành viên của ủy ban tư pháp, đã lặp lại những lo ngại của ông Durbin trong một cuộc phỏng vấn Meet the Press của NBC hôm chủ nhật. Klobuchar nói rằng điều này thật bất thường. Đảng Cộng hòa đã bác bỏ những lo ngại của đảng Dân chủ về việc thiếu tiếp cận với hồ sơ của ông Kavanaugh và lập luận rằng các chỉ trích của họ có mục đích chính trị. Thượng nghị sĩ Ron Johnson, đảng viên Cộng hòa cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ABC, các đảng viên dân chủ có đủ thông tin để nhận ra đây là một luật gia có trình độ cao và trở nên trở thành thẩm phán tiếp theo của Tối cao pháp viện. Ông Trump đã đề cử ông Kavanaugh trở thành thẩm phán tối cao pháp viện để thay thế Anthony Kennedy nghỉ hưu vào ngày 9 tháng 7, 2018 vừa qua. Kavanaugh phải giành được 100 phiếu thuận tại thượng viện để phê chuẩn đề cử của ông hầu hết các đảng viên Cộng hòa dự đoán sẽ ủng hộ ông Kavanaugh. Trung Cộng thay đổi chính sách nhập cản, chất thải khiến Hoa Kỳ rơi vào khủng hoảng rác. Trung Cộng trước đây thường nhập cản nhiều chất thải có thể tái chế trên khắp thế giới. Tuy nhiên, vào đầu năm nay, nước này đã ngưng nhập một danh sách dài bao gồm các chất thải nhựa và giấy thải. Việc thay đổi chính sách là một phần chiến dịch quốc gia nhằm giảm lượng khí thải carbon của nước này quyết định thôi làm thùng rác cho thế giới của Trung Cộng đã gây ra nhiều vấn đề khác cho các nhà hoạt động giải quyết chất thải Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, những người tái chế đã quen gửi những phần giấy và nhựa có thể tái chế sang Trung Cộng. Nhưng bây giờ họ không biết phải tìm ai khác khi Trung Cộng đã thôi nhập những chất thải này. Theo một viên chức của E.L. Harvey và Sons, công ty giải quyết tái chế chất thải cho biết, khoảng 50% các sản phẩm tái chế của họ được gửi đến các nước ngoài Hoa Kỳ 90% trong số được gửi đến Trung Cộng. Trung Cộng đã cấm nhập cản giấy hỗn hợp, nhựa, một số kim loại và nhiều chất thải khác. Danh sách này cũng mở rộng lệnh cấm đối với chất thải hóa học, gỗ phế, thải. Các công ty tái chế đang tìm cách các thị trường mới. Nhiều phế liệu của Hoa Kỳ hiện nay được chuyển sang Ấn Độ, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan hoặc Indonesia. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành cho biết, phí vận chuyển đến đây cao và nhu cầu phiếu liệu ở các nước này khá hạn chế. Indonesia giấu thầu tổ chức Thế vận hội 2032. Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, nước ông sẽ cố gắng để Indonesia trở thành chủ nhà của Thế vận hội mùa hè năm 2032. Ông Joko đưa ra tuyên bố sau cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, ông Thomas Bach hôm thứ Bảy. Một ngày trước lễ bế mạc Asian Games tại Jakarta, ông Joko cho biết từ những kinh nghiệm Indonesia đã được qua tổ chức Asian Games, Ông chắc chắn Indonesia có khả năng sẽ tổ chức một dự kiện lớn hơn. Ông Bách nói sự thành công trong tổ chức Asian Games cho thấy Indonesia có tiềm năng trở thành chủ nhà của Thế vận hội Olympic. IOC đã chọn các thành phố chủ nhà cho Thế vận hội mùa hè năm 2024 và 2028. Tuyên bố được đưa ra sau khi nhiều thành Ohos đã rút lui khỏi cuộc đấu thầu cho Thế vận hội 2024 vì lo ngại chi phí khổng lồ cho việc tổ chức sự kiện này. Hội nghị thượng đỉnh Trung Cộng – Châu Phi diễn ra tại Bắc Kinh. Các nhà lãnh đạo từ Trung Cộng và 53 nước Châu Phi sẽ thảo luận nhằm tăng cường quan hệ các nước trong diễn đàn hợp tác Trung Cộng – Châu Phi bắt đầu vào thứ Hai tại Bắc Kinh. Đây là một hội nghị quốc tế lớn kéo dài 2 ngày tại Trung Cộng trong năm nay. Trước đó, tại diễn đàn năm 2015, Trung Cộng đã công bố tài trợ 60 tỷ Mỹ Kim cho Châu Phi và dự tính sẽ làm đưa ra tuyên bố tương tự trong năm nay tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của châu Phi và sự gia tăng dân số khiến khu vực này trở thành mục tiêu đầu tư của nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Bắc Kinh đang tích cực thúc đẩy các dự án, các cơ sở hạ tầng trong khu vực theo sáng kiến vành đai và con đường của nước này. Tuy nhiên, một số quốc gia châu Phi lo ngại về sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Cộng, làm các ngành công nghiệp của quốc gia của họ bị suy yếu. Các khoản vay lớn của Trung Cộng cũng lo ngại về bảy nợ của Trung Cộng. Hội nghị thượng đỉnh Trung Cộng châu Phi bắt đầu vào năm 2000 theo sáng kiến của Bắc Kinh. Những quốc gia duy trì quan hệ với Đài Loan sẽ bị loại khỏi vòng thượng nghị. Estantini, tên cũ là Swailen, nằm trong số này. Chủ đề của diễn đàn năm nay là xây dựng một cộng đồng cùng hướng đến tương lai. Trung Cộng đã muốn mở rộng hoạt động của sáng kiến vành đai và con đường trên khắp lục địa châu Phi.